Dạ vâng, chào mừng quý anh chị đã đến với livestream của nhà sành Đồ Si. Ngày hôm nay thì nhà sành Đồ Si sẽ giới thiệu đến quý anh chị các sản phẩm áo sơ mi ngắn tay, đồng giá sẽ là 180k trên một sản phẩm bất kỳ, và quý anh chị mua từ 2 sản phẩm trở lên giá chỉ còn là 150k. Toàn bộ các mặt hàng sẽ được free ship trên toàn quốc. Quý anh chị ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337707398 để nhà sành Đồ Si tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho mình. Thời gian làm việc của nhà sành Đồ Si là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và không để quý chị chúng ta phải đợi lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Đó là sản phẩm đầu tiên nhà sành Đồ Si sẽ được giới thiệu đến quý chị sẽ là một thiết kế áo sơ mi kẻ. Em này thì sẽ là tông màu ghi, và cái sản phẩm của mình sẽ là một thiết kế chính hãng đến từ nhà Lion Scott. Chúng ta có một cái túi vuông nhỏ trước ngực áo và bên trên túi cũng là theo logo của nhà Lion Scott luôn. Mã sản phẩm sẽ là S93, chiều dài sản phẩm là 69,5, ngang là 56 và vai thì sẽ là 48cm. Với sản phẩm này thì quý chị chúng ta xung quanh khoảng là 65kg là các bác mặc em này đẹp thoải mái luôn, vừa vặn này. Và cái form dáng của mình nó sẽ là thiết kế form suông rất là rộng rãi, chất liệu thì cũng là cái chất vải rất là mềm mịn thoáng mát để các bác có thể sử dụng trong thời tiết mùa hè. Nhìn chung thì mùa hè mình cứ lựa những cái sản phẩm áo sơ mi ngắn tay như này, mặc lên nó vừa trẻ trung này, vừa lịch sự mà vừa đảm bảo là cái tính thoáng mát cho mình. Đó, mã sản phẩm thì sẽ là S39, em này độ mới rất là cao luôn. Bác nào mà yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay là liên hệ chốt đơn với sành Đồ Si. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo, em này phải nói là một siêu phẩm trong buổi live ngày hôm nay. Đây là một thiết kế chính hãng của thương hiệu Adidas này. Nhắc đến Adidas thì chắc hẳn là bác nào cũng biết đến thương hiệu này rồi. Đây là một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới này. Và mã sản phẩm thì sẽ là S40, chiều dài là 75 và sau là 77, ngang là 56 và vai thì sẽ là 47cm. Size của sản phẩm này là size L, quý chị có cân nặng xung quanh khoảng 65-70kg là các bác mặc vừa vặn em này thoải mái luôn. Chất liệu cốt tông và độ mới sản phẩm rất là cao, thiết kế suông trơn đơn giản, các bác có thể là phối chung với tất cả các trang phục khác nhau. Một sản phẩm chính hãng của nhà Adidas này, chúng ta có một cái túi vuông nhỏ trước ngực áo, bên trên cũng là theo tên và logo của thương hiệu Adidas. Mã sản phẩm là S40, em này thì siêu đẹp rồi, nên là bác nào mà vừa vặn với sản phẩm thì nhanh tay là liên hệ chốt đơn với sành Đồ Si, chúng ta có duy nhất một chiếc này thôi. Rồi chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo này. Đây sẽ là một con áo cũng là thiết kế suông trơn đơn giản, không có họa tiết. Em này thì sẽ là một con áo dài tay, có lẽ là lẫn trong cái lô hàng ngắn tay ngày hôm nay. Mã sản phẩm thì sẽ là S41 này, chiều dài là 76 và sau là 70, ngang là 61 và vai thì sẽ là 54cm. Size của sản phẩm này thì sẽ là 2XL, các bác có cân nặng từ là 75-80kg là vừa vặn thoải mái em này luôn. Vì chị nào yêu thích sản phẩm áo sơ mi dài tay thì có thể là lựa chọn em này, mã S41. Mọi thông số thì nhà sành Đồ Si sẽ ghi ở phía bên tay trái màn hình để cho quý chị chúng ta tiện theo dõi, và các bác có thể lựa ra những sản phẩm nó vừa vặn nhất với số đo cơ thể của mình. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo, em này là một con áo sơ mi ngắn tay tông màu trắng này. Mã sản phẩm là S42, chiều dài là 73 và sau là 82, ngang là 56 và vai thì sẽ là 45cm. Size của sản phẩm này là size 2XL. Quý chị có cân nặng từ 75-80kg là yên tâm vừa vặn với em này. Đây là một thiết kế của nhà Top Value, đây là thương hiệu thời trang của Nhật Bản, tem mác đầy đủ rõ ràng, và chất liệu của mình thì 100% cũng là chất vải cốt tông. Có một con áo sơ mi trắng là một cái sản phẩm mà rất cần thiết cho các bác rồi, đi đâu mình cũng có thể là sử dụng được luôn, nên là bác nào vừa vặn với em này thì cũng nhanh tay là chốt đơn với sành Đồ Si. Mã sản phẩm là S42. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo này, em này thì sẽ là một con áo sơ mi với cái họa tiết kẻ, và đây sẽ là một sản phẩm áo với tông màu xanh nước biển. Mã sản phẩm là S43, chiều dài là 73, ngang là 59 và vai là 56. Em này thì sẽ là size XL, quý chị có cân nặng xung quanh 70-75kg là vừa vặn thoải mái em này luôn. Nhìn chung thì các cái sản phẩm áo sơ mi chúng ta rất là dễ để sử dụng, nên là các bác chúng ta cũng không cần quá lăn tăn khi mà lựa chọn những cái sản phẩm này. Đa số các mặt hàng thì đều là thiết kế form suông rộng rãi, nên là nó sẽ rất là dễ để có thể là vừa vặn với quý chị. Với những cái sản phẩm áo như này thì các bác có thể mặc đi chơi đi làm này, vừa trẻ trung mà vừa nhã nhặn lịch sự. Mã sản phẩm thì sẽ là S43, độ mới rất là cao. Toàn bộ các mặt hàng ngày hôm nay thì đều hàng mới về, nên là cái độ mới nó rất là cao. Các bác cứ tranh thủ lựa chọn các cái sản phẩm ngày hôm nay thì quý chị sẽ lựa ra được những cái sản phẩm rất là đẹp. Rồi chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo, em này là một con áo sơ mi kẻ. Mã sản phẩm là S44, chiều dài là 77, ngang là 61 và vai thì sẽ là 49. Em này thì cũng là size XL luôn. Các bác thường mặc size XL hoặc là mình có cân nặng từ 70-75kg là các bác có thể lựa cho mình sản phẩm này rồi. Chất vải thì cũng là chất vải cốt tông, mềm mịn thoáng mát, thấm hút mồ hôi rất là tốt để quý chị có thể sử dụng trong mùa hè năm nay. Tông màu thì dễ mặc dễ dùng, mình phối chung với tất cả các trang phục khác nhau luôn.
Tiếp theo thì sẽ là một con áo của thương hiệu Kansai. Bác nào mà yêu thích những cái tông màu nổi bật một chút thì có thể lựa cho em này. Cũng là một con áo sơ mi kẻ, sẽ là thiết kế hai cái túi vuông ở hai bên ngực áo này. Các bác đi ra ngoài có thể là đựng một ít đồ đạc hoặc là các bác đựng ví tiền, điện thoại. Tóm lại sản phẩm sẽ là S45, chiều dài là 75, ngang là 58 và vai thì sẽ là 52 cm. Em này thì cũng là size XL luôn, form suông rộng rãi thoải mái và chất vải thì cũng là chất liệu cotton. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo này, một con áo sơ mi tông màu hồng phấn. Em này thì bên trên nó sẽ có một vài các cái họa tiết thêu để cho các bác chúng ta coi kỹ một chút các cái họa tiết cũng như là cận chất cận màu của sản phẩm luôn. Quý chị coi trên like như nào thì bên ngoài sản phẩm của mình y hệt như vậy. Đây là một thiết kế của thương hiệu Beamhurst, đây là thương hiệu của Nhật Bản. Mã sản phẩm thì sẽ là S46 này, chiều dài là 65 và sau là 70, ngang là 50 và vai thì là 42 cm. Size của sản phẩm này sẽ là size M cho các bác có cân nặng từ 60 đến 65 kg có thể lựa cho em này. Đó, ngày hôm nay thì sơ mi được sale rất là sâu nên là các bác chúng ta tranh thủ chúng ta đặt hàng. Toàn bộ các mặt hàng ngày hôm nay rất là đẹp nữa, nên là các bác cứ yên tâm chúng ta lựa chọn. Và mình đến với sản phẩm tiếp theo này, em này thì cũng là một con áo sơ mi kẻ, nó sẽ là cái thiết kế kẻ caro, kẻ nhỏ thôi. Tông màu của mình thì sẽ là tông màu xanh than. Mã sản phẩm là S47, chiều dài là 62 và sau là 67, ngang là 53 và vai thì sẽ là 45. Em này thì là size M này, quý chị cứ thường mặc size M. Hoặc là mình có cân nặng xung quanh 60-65 kg là yên tâm vừa vặn với em này. Một con áo cực kỳ dễ mặc, dễ dùng. Em này lại là một sản phẩm chính hãng của nhà Uniqlo, để cho các bác chúng ta coi tem mác chính hãng của thương hiệu. Những cái dòng sản phẩm của Uniqlo thì các bác không bao giờ lo về cái chất liệu và chất lượng của sản phẩm rồi, đều là những cái mặt hàng rất là xịn sò. Đó, mã sản phẩm thì sẽ là S47, độ mới rất là cao. Bác nào yêu thích sản phẩm này có thể liên hệ chốt đơn với Xanh Đồ Xinh. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này cũng là một con áo màu rất là nhã nhặn lịch sự. Đây là một sản phẩm đến từ thương hiệu Valentino. Mã sản phẩm sẽ là S48, chiều dài là 72 và sau là 76, ngang là 53 và vai thì sẽ là 45 cm. Size của sản phẩm này là size L, quý chị có cân nặng từ 65 đến 70 kg là có thể lựa cho em này. Bác nào mà yêu thích cái phong cách nó tối giản, nó đơn giản một chút thì lựa em này mặc rất là ok này. Tông màu nhã nhặn lịch sự, mình lựa em này mặc đi chơi đi làm là rất hợp lý rồi. Mã S48 chất vải, các bác cứ yên tâm mặc em này trong mùa hè cực kỳ mát luôn. Cái độ thấm hút mồ hôi của nó rất là tốt. Rồi chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Đây sẽ là một thiết kế áo sơ mi với chất liệu kaki. Quý chị nào mà chúng ta yêu thích những cái sản phẩm mà lên form dáng nó chuẩn chỉnh này, nó cứng cáp một chút thì các bác có thể lựa cho em này. Mã S49, chiều dài là 71, ngang là 55 và vai thì sẽ là 45 cm. Em này là size L, quý chị nào chúng ta có cân nặng từ 65 đến 70 kg thì có thể lựa cho em này. Mà đằng trước thì sẽ có một vài các cái chi tiết họa tiết cho mình, đằng sau thì sẽ là thiết kế trơn. Tông màu của sản phẩm nó sẽ là tông màu kem và họa tiết kẻ sọc. Các bác coi trên line như nào, màu sắc bên ngoài nó y hệt như vậy luôn. Một con áo cực kỳ xịn sò, rất là dày dặn này. Mã sẽ là S49, độ mới thì cũng rất là cao cho mình. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Em này là một con áo họa tiết kẻ sọc. Tông màu chủ đạo nó sẽ là tông màu trắng với những cái đường kẻ sọc màu đen. Mã là S50, chiều dài là 63 và sau là 68, ngang là 46 và vai thì sẽ là 39 cm. Size của em này thì sẽ là size S này. Các bác có cân nặng từ 55 đến 60 kg có thể lựa cho em này. Đặc biệt là các bác nào chúng ta yêu thích cái form dáng nó hơi ô một chút, mặc lên nó gọn gàng lịch sự thì đây sẽ là cái sự lựa chọn rất là hợp lý luôn. Một sản phẩm áo sơ mi chất vải cotton. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, cũng là một con áo sơ mi kẻ. Em này thì sẽ là một thiết kế của thương hiệu Limburg, với tông màu của mình sẽ là tông màu đỏ phối với cả tông màu ghi. Mã sản phẩm thì sẽ là S51, chiều dài là 68 và sau là 70, ngang là 54 và vai thì sẽ là 46 cm. Size của em này sẽ là size L, các bác xung quanh khoảng là 65 đến 70 kg là có thể lựa cho em này. Chất vải dày dặn nên là các bác cứ yên tâm mặc lên form dáng cực kỳ đẹp cho mình luôn. Em này thì cũng rất là hợp lý để quý chị có thể sử dụng mình mặc đi chơi đi làm, phối chung với các cái sản phẩm như là quần jean hoặc là quần kaki, quần âu, quần vải, nói chung là đều rất là hợp, rất là đẹp luôn. Mã sản phẩm thì sẽ là S51 này. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này sẽ là một con áo kẻ với tông chủ đạo sẽ là cái tông màu xanh nước biển. Ngực áo thì cũng có cho quý chị là một cái túi vuông nhỏ. Chất liệu của em này thì sẽ là chất vải cotton. Mã sản phẩm là S52, chiều dài là 68 và sau là 71, ngang là 51 và vai là 41 cm. Em này thì sẽ là size S với cái form suông rộng rãi như này thì các bác cứ yên tâm xung quanh khoảng 60 kg hoặc là từ 55 đến 60 kg là các bác mặc vừa vặn thoải mái với cái sản phẩm này luôn. Tông màu xanh nước biển thì cũng là một cái tông màu rất là trẻ trung và em này thì cũng cực kỳ dễ phối cho quý chị. Mã là S52.
Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Đây là một thiết kế chính hãng của nhà Fila. Như quý chị đã biết thì Fila nó là một cái thương hiệu thời trang của Mỹ. Và mã sản phẩm sẽ là S53, chiều dài là 70 và sau là 72, ngang là 51 và vai thì sẽ là 47cm. Em này thì sẽ là size L này, các bác xung quanh khoảng là 65-70kg là có thể vừa vặn với em này. Tông màu thì khá là tươi sáng và nó cũng rất là nhã nhặn lịch sự. Với sản phẩm này các bác lựa mặc đi chơi đi làm thì cực kỳ ok luôn. Mình sẽ có thiết kế một vài cái phần cúc ở trước cổ áo này. Mã sẽ là S53. Và quý anh chị chúng ta không kịp theo dõi thông số thì có thể là quan sát ở cái bảng phía bên tay trái màn hình của mình. Nhà Xanh Đồ Di đã ghim lại rất là cẩn thận và đầy đủ để cho các bác tiện theo dõi rồi. Và chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Em này là một con áo chính hãng của thương hiệu Polo by Ralph Lauren. Đây là một thương hiệu thời trang cực kỳ lâu đời của Mỹ này, chuyên về các cái dòng sản phẩm từ cận cao cấp đến cao cấp, nên là các bác cứ yên tâm về cái chất liệu và chất lượng của sản phẩm đến từ nhà Polo by Ralph Lauren. Em này thì sẽ là được gia công sản xuất tại Mỹ luôn. Chất liệu thì sẽ là 100% chất liệu cốt tông. Đó, mã sản phẩm của mình thì sẽ là S54, chiều dài là 66, ngang là 58 và vai thì sẽ là 49cm. Em này là size MO, các bác xung quanh khoảng là 60-65kg là có thể vừa vặn với em này. Form dáng của nó sẽ là thiết kế form suông rộng rãi, nên là các bác cứ yên tâm mặc em này cực kỳ ok trong cái thời tiết mùa hè năm nay. Và cái tông màu của nó thì nhìn chung cũng là cái tông trung tính tối màu, nên là các bác có thể phối chung với tất cả các trang phục khác nhau luôn. Quý chị nào yêu thích sản phẩm này của nhà Polo by Ralph Lauren thì có thể liên hệ chốt đơn với Xanh Đồ Si, mã là S54. Và mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo này. Em này thì sẽ là một con áo kẻ với tông màu đỏ. Đây là một thiết kế của nhà Uniqlo, thương hiệu của Nhật Bản. Mã sản phẩm là S55, chiều dài sản phẩm là 73, ngang là 53 và vai sẽ là 46cm. Size của sản phẩm này thì sẽ là size L. Và các bác chúng ta có cân nặng khoảng là 65-70kg là có thể vừa vặn với em này rồi. Đặc biệt là quý chị nào yêu thích những cái tông màu nó nổi bật một chút thì đây sẽ là cái sự lựa chọn rất là hợp lý luôn. Chất liệu thì mềm mịn, thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt. Các bác cứ yên tâm, những cái sản phẩm chất lượng cao như này các bác giặt rũ thoải mái, không lo chất liệu của mình bị bay, bị nhão hay là cái bề mặt vải nó bị xù. Mã sản phẩm của em này thì sẽ là S55. Đây là một thiết kế chính hãng của nhà Uniqlo, độ mới rất là cao luôn. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo này. Bác nào mà yêu thích áo sơ mi giặt bò thì có thể lựa chọn em này. Mã sản phẩm là S56, chiều dài là 69 và sau là 73, ngang là 58 và vai thì sẽ là 49cm. Size của em này thì sẽ là size XL, cho các bác có cân nặng từ 70-75kg thì có thể lựa chọn em này. Cái tông màu của nó thì nhìn chung nó sẽ là cái tông sáng mau, nên là các bác mặc em này cực kỳ trẻ trung năng động này, lựa mặc đi chơi đi làm đều rất là ok. Cái phần cổ áo họ sẽ là thiết kế cái kiểu cổ vét. Những cái phần cổ áo như này các bác mặc nó sẽ có một cái độ lịch sự và cái độ sang trọng. Đó, mã sản phẩm thì sẽ là S56, độ mới rất là cao. Quý chị mà yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay chốt đơn với Xanh Đồ Si. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Một con áo thiết kế suông trơn đơn giản với tông màu của mình thì sẽ là tông màu đỏ mật. Đây là một sản phẩm của nhà The Shop TK. Mã sản phẩm là S57, chiều dài là 68, ngang là 52 và vai thì sẽ là 41cm. Em này thì sẽ là size XL. Quý chị có cân nặng xung quanh 70kg đến 75kg là các bác mặc em này rất là đẹp luôn. Mặc lên vừa vặn, lên một cái form dáng rất là chuẩn chỉnh cho mình. Với cái tông màu này thì ta nhìn chung thì nó cũng sẽ là cái tông tối màu thôi, nên là các bác cứ yên tâm là phối đồ với em này rất là dễ. Nó lại là một con áo trơn đơn giản nữa, nên là các bác cứ yên tâm, cái tính năng ứng dụng của nó rất là cao. Mình đi đâu mình cũng có thể sử dụng được. Thiết kế thì sẽ có hai cái túi ở hai bên này, mã là S57. Cho các bác coi một chút ở cái phía mặt đằng sau luôn. Rồi chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là một con áo tông màu xanh than. Cũng là một cái thiết kế suông trơn đơn giản, không có quá nhiều họa tiết ở bên trên. Đây là thiết kế đến từ nhà Polo Club. Đây, cho các bác chúng ta coi tem mác chính hãng này. Quý chị cứ yên tâm là nhà Xanh Đồ Si cam kết với mình toàn bộ các mặt hàng đều là hàng chính hãng hết. Em này thì sẽ có mã là S58, chiều dài là 65 và sau là 71, ngang là 54 và vai thì sẽ là 45cm. Size áo của mình sẽ là size L, cho quý chị có cân nặng từ 65-70kg các bác có thể lựa chọn em này. Chất liệu thì quý chị cứ yên tâm, chất liệu của mình nó sẽ là chất vải mềm mại và thấm hút mồ hôi rất là tốt, mã S58. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, một con áo tông màu cam nhạt. Cho các bác nào chúng ta yêu thích những cái tông màu tươi sáng một chút thì có thể lựa chọn em này. Sản phẩm này cũng đến từ nhà Polo luôn. Mã sản phẩm là S59, chiều dài là 67, ngang là 51 và vai là 41cm. Em này size MO, các bác xung quanh 60-65kg là có thể vừa vặn với em này rồi. Riêng về các cái dòng sản phẩm áo sơ mi thì nhà Xanh Đồ Si rất là tự tin giới thiệu đến quý chị luôn, vì toàn bộ các sản phẩm đều là những cái mặt hàng rất là đẹp. Các bác cứ yên tâm, chúng ta lựa chọn các
các sản phẩm trong buổi live ngày hôm nay đều là những cái sản phẩm cực kỳ xuất sắc. Các bác nhận hàng về chúng ta rất là ưng ý luôn. Như sản phẩm này của mình thì sẽ có mã là S59 này. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Em này cũng là một con áo tông màu hồng nha, cũng là cái tông màu rất là trẻ trung để các bác có thể lựa chọn mình sử dụng mặc đi chơi đi làm. Mã sản phẩm sẽ là S60, chiều dài là 71 và sau là 72, ngang là 56 và vai thì sẽ là 49 cm. Size áo của em này thì sẽ là size L, các bác xung quanh 65 đến 70 kg là có thể lựa chọn. Chất liệu bên này nó sẽ là chất vải cốt tông dày dặn nên là các bác mặc em này cực kỳ chuẩn form luôn. Form dáng của mình thì nó sẽ là cái thiết kế form suông rộng rãi. Mã sản phẩm thì sẽ là S60, độ mới rất là cao. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo này. Bác nào mà yêu thích những cái tông màu nâu, những cái thiết kế nó nhã nhặn lịch sự thì có thể sử dụng em này. Với cái thiết kế của mình sẽ có hai cái túi vuông ở hai bên và viền sẽ là viền chỉ nổi này. Mã là S61, chiều dài là 64 và sau là 67, ngang là 62 và vai thì sẽ là 55. Em này thì sẽ là size LO. Các bác có cân nặng xung quanh khoảng là 65 đến 70 kg là có thể vừa vặn với em này. Thiết kế cực kỳ nhã nhặn lịch sự luôn nhưng mà cũng không kém phần là trẻ trung năng động để cho các bác chúng ta lựa chọn. Đặc biệt độ mới rất là cao. Thứ hai nữa là cái chất liệu của em này nó sẽ là chất vải không nhăn. Các bác giặt giũ thoải mái, không bao giờ lo chất liệu của mình bị vai, bị nhão hay là bị nhăn, bị xù. Một cái sản phẩm rất là đẹp trong buổi live ngày hôm nay. Mã sản phẩm là S61. Các bác mà ưng ý cái sản phẩm này thì nhanh tay là chốt đơn với nhà Sành Đồ Xin. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này sẽ là một con áo của thương hiệu Uperinoma. Mã sản phẩm sẽ là S62, chiều dài là 69, ngang là 60 và vai thì sẽ là 55 cm. Size của sản phẩm này là size XL cho quý chị chúng ta lựa chọn này. Em này thì cũng là một sản phẩm với tông màu khá là tươi sáng trẻ trung, thiết kế thì suông trơn đơn giản, cực kỳ dễ mặc dễ dùng, độ mới lại rất là cao. Mã S62 cho các bác chúng ta lựa chọn. Đây là một sản phẩm chính hãng của nhà Uperinoma. Và sản phẩm tiếp theo nhà Sành Đồ Xin giới thiệu đến quý chị sẽ là một con áo kẻ, áo sơ mi kẻ với cái tông màu nó cũng rất là nhã nhặn lịch sự. Em này thì sẽ là một sản phẩm của nhà Simple Life. Mã sản phẩm là S63, chiều dài là 69 và sau là 72, ngang là 57 và vai thì sẽ là 47 cm. Size của sản phẩm này là size L cho các bác có cân nặng từ 65 đến 70 kg có thể lựa cho em này. Form suông rộng rãi thoải mái này. Và chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Dạ vâng, sản phẩm tiếp theo mà nhà Sành Đồ Xin giới thiệu đến quý chị sẽ là một thiết kế áo sơ mi kẻ đến từ thương hiệu VIP Playboy. Em này thì sẽ có mã là S64, chiều dài là 66, ngang là 53 và vai thì sẽ là 43 cm. Size của sản phẩm này sẽ là size M cho quý chị có cân nặng từ 60 đến 65 kg. Các bác có thể lựa chọn em này. Tông màu của em này cực kỳ đẹp luôn. Các bác nào mà chúng ta yêu thích những cái sản phẩm trẻ trung năng động, tông màu nó tươi sáng một chút thì đây sẽ là cái sự lựa chọn rất là hợp lý luôn. Chất liệu thì sẽ là chất vải cốt tông thấm hút mồ hôi rất là tốt để các bác có thể sử dụng trong mùa hè năm nay. Form dáng thì rộng rãi này và mã của sản phẩm là S64, một thiết kế chính hãng của nhà VIP Playboy. Và mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này là một thiết kế áo sơ mi kẻ với cái tông tối màu. Mã sản phẩm là S65, chiều dài là 65 và sau là 68, ngang là 51 và vai thì sẽ là 45 cm. Em này thì sẽ là size M này, các bác từ 60 đến 65 kg có thể lựa chọn em này. Một sản phẩm đến từ thương hiệu Choi Pro. Chúng ta sẽ có những cái thiết kế là tem mác nó sẽ gắn ở trước cổ áo nên là về các bác có thể là check lại thoải mái luôn. Em này thì độ mới rất là cao, chất liệu của mình cũng vẫn là chất vải cốt tông này. Bác nào mà yêu thích những cái sản phẩm họa tiết kẻ, đặc biệt là những cái thiết kế tông màu trung tính tối màu thì có thể lựa ngay cho mình cái sản phẩm này. Mã S65, độ mới rất là cao. Mình sẽ đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này thì cũng là một con áo sơ mi kẻ luôn, tông màu khá là nổi bật. Với tông màu chủ đạo của mình sẽ là tông màu đỏ. Và đây sẽ là một thiết kế của thương hiệu Bách Number. Mã sản phẩm là S66, chiều dài là 69 và sau là 74, ngang là 55 và vai thì sẽ là 44 cm. Em này thì là size XL, các bác từ 70 đến 75 kg là có thể lựa chọn em này rồi. Form suông rộng rãi thoải mái, sản phẩm chính hãng của nhà Bách Number với mã sản phẩm là S66. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo, cũng là một con áo sơ mi kẻ luôn. Em này thì cái tông màu nó sẽ tối dạng hơn một chút này. Mã sản phẩm là S67, chiều dài là 67, ngang là 51 và vai là 41. Size áo của mình sẽ là size M cho quý chị có cân nặng từ 60 đến 65 kg có thể lựa chọn em này. Form dáng của em này thì nó hơi ôm lại một chút nên là các bác mặc em này thì nó sẽ có một cái độ gọn gàng đó. Và mã của sản phẩm thì sẽ là S67, độ mới cũng rất là cao luôn. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, lại là một con áo sơ mi kẻ với tông màu đỏ này. Em này thì siêu mới, với cái chất liệu của mình sẽ là 100% chất vải cốt tông. Và mã của
của sản phẩm thì sẽ là S68, chiều dài là 68, ngang là 53 và vai là 44. Size áo quần này là size MO cho quý chị có cân nặng xung quanh 60 đến 65kg có thể lựa chọn một thiết kế được gia công và sản xuất tại Bangladesh này. Và các bác có thể là coi qua một chút toàn bộ form dáng của sản phẩm. Em này thì rất là ok luôn. Các bác nhận hàng này về chúng ta mới thấy đây là một cái sản phẩm cực kỳ xuất sắc này. Đặc biệt là bác nào mà chúng ta yêu thích những cái sản phẩm tông màu nó nổi bật một chút thì có thể là lựa ngay hôm nay mã S68. Và chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, cũng là một con áo sơ mi kẻ luôn. Em này thì sẽ là một sản phẩm đến từ thương hiệu First Down. Mã sản phẩm sẽ là S69, chiều dài là 78, ngang là 50 và vai thì sẽ là 46. Size của sản phẩm là size L cho quý chị có cân nặng từ 65 đến 70kg có thể lựa cho em này. Nhìn chung thì đây cũng là một cái sản phẩm rất là dễ mặc, dễ dùng. Và bác nào chúng ta yêu thích sản phẩm này thì có thể liên hệ chốt đơn với nhà Style Nuzi. Và chúng ta cùng đến với các cái sản phẩm tiếp theo. Đây sẽ là những cái thiết kế áo sơ mi có họa tiết này. Như em này thì tông màu chủ đạo nó sẽ là cái tông tối màu thôi, nhưng mà bên trên có rất là nhiều các cái hình in họa tiết cũng rất là nổi bật, rất là trẻ trung và nó cực kỳ độc đáo để cho các bác chúng ta lựa chọn. Đặc biệt là đây sẽ là những cái sản phẩm áo sơ mi thích hợp cho các bác chúng ta sử dụng, mình mặc đi chơi hoặc là đi du lịch. Bây giờ nó đang cái mùa du lịch rồi. Mã sản phẩm của em này thì sẽ là S70 này, chiều dài là 67 và sau là 68, ngang là 52 và vai thì sẽ là 50. Em này thì sẽ là size L, các bác xung quanh khoảng là 65 đến 70kg thì có thể lựa chọn em này. Và quý chị có thể là coi qua một chút form dáng của sản phẩm. Chất liệu của mình thì sẽ là 100% chất vải cốt tông. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo, cũng là một con áo sơ mi họa tiết rất là nổi bật, độc đáo cho quý chị. Mã sản phẩm của em này thì sẽ là S71, chiều dài là 64 và sau là 72, ngang là 57 và vai là 51cm. Size của em này thì sẽ là size L, quý chị có cân nặng từ 65 đến 70kg có thể lựa cho em này. Chất liệu của mình cũng vẫn là chất vải cốt tông này, là các bác cứ yên tâm, toàn bộ các mặt hàng áo sơ mi ngày hôm nay rất là đẹp, từ chất liệu, form dáng đến màu sắc luôn, nói chung là cũng không chê vào đâu được. Mã sản phẩm của em này thì sẽ là S71, thông số thì các bác có thể là coi ở phía bên tay trái màn hình của mình. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo này, một con áo sơ mi Hawaii, để cho các bác chúng ta coi gần lại một chút để chúng ta thấy được toàn bộ cận chất, cận màu cũng như là các cái họa tiết chi tiết của sản phẩm. 100% là chất liệu cốt tông này, các bác cứ hoàn toàn yên tâm tin tưởng vào các cái mặt hàng đến từ nhà Sành Lucy. Em này thì sẽ có mã là S72, chiều dài là 71, ngang là 55 và vai là 47. Size áo của mình thì sẽ là size M cho các bác có cân nặng từ khoảng là 60 đến 65kg thì có thể lựa cho em này. Form suông rộng rãi thoải mái này, bác nào yêu thích cái họa tiết của em này thì nhanh tay là chốt đơn với mã là S72. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, em này sẽ là tông màu xanh nước biển, cũng là một con áo Hawaii luôn. Mã sẽ là S73, chiều dài là 71, ngang là 56 và vai thì sẽ là 51. Size áo của em này thì sẽ là size LO này, các bác chúng ta có cân nặng xung quanh khoảng là 65-70kg hoặc xung quanh 70kg. Các bác mặc em này rất là đẹp luôn vì cái form của nó rất là rộng rãi này. Các bác nào khoảng bụng hơi lớn một chút, chúng ta lựa những cái sản phẩm form suông như này, mặc lên vừa thoải mái, dễ chịu mà nó còn vừa đẹp cho mình. Đó, mã thì sẽ là S73. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo, cũng là một con áo sơ mi họa tiết rất là đẹp. Em này thì sẽ dành cho bác nào yêu thích những cái tông màu nổi bật một chút thì các bác có thể lựa chọn mã S74, chiều dài là 74, ngang là 56 và vai là 46cm. Em này thì sẽ là size XL, quý chị có cân nặng từ 70 đến 75kg có thể lựa cho em này. Độ mới rất là cao, các bác cứ yên tâm, toàn bộ các mặt hàng này đều là hàng mới về hết, nên là các bác hoàn toàn yên tâm về cái độ mới cũng như là chất lượng của sản phẩm. Và mã của em này thì sẽ là S74 này, chất liệu là chất vải không nhá. Các bác mặc các bác giặt giũ thoải mái luôn, cái độ bền của nó rất là cao. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm tông tối màu hơn một chút, nhưng mà cái họa tiết của nó thì lại rất là nổi bật. Em này thì sẽ có mã là S75, chiều dài là 68 và sau là 72, ngang là 58 và vai là 46cm. Size của sản phẩm này cũng là size XL cho các bác có cân nặng xung quanh 70 đến 75kg có thể sử dụng em này. Một con áo rất là đẹp trong cái mùa du lịch năm nay, đó các bác lựa em này mặc đi chơi là rất là ok rồi. Mã S75 này. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, em này thì sẽ là mã S76, chiều dài là 66, ngang là 46 này và vai thì sẽ là 38,5. Em này thì sẽ là size S thôi, các bác có cân nặng xung quanh khoảng là 55 đến 60kg có thể lựa cho em này. Chất liệu của mình thì cũng 100% là chất liệu cốt tông, nên là các bác cứ yên tâm. Riêng về chất liệu thì nhà Sành Đồ Si bao chất cho mình. Đó, mã sản phẩm thì sẽ là S76 cho các bác chúng ta lựa chọn. Và mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo, em này thì sẽ là tông màu nâu đậm này. Ngày hôm nay chúng ta có rất là nhiều các sản phẩm áo sơ mi họa tiết đẹp, nên là hy vọng các bác cũng không bỏ lỡ các cái sản phẩm này. Mã sản phẩm của em này thì sẽ là S77, chiều dài là 63, ngang là
55 và vai thì sẽ là 49 cm. Em này là size XL cho các bác có cân nặng từ 70 đến 75 kg, có thể lựa cho em này. Chất liệu thì rất là đẹp luôn, chất mềm mịn, thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt, form suông rộng rãi này, và đặc biệt là cái tông màu cũng như là các họa tiết của các cái sản phẩm này nó cực kỳ ok cho các bác chúng ta lựa chọn. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ có mã là S78, chiều dài là 69, ngang là 59 và vai là 59 cm luôn. Mã sản phẩm của em này thì sẽ là S78, còn size thì sẽ là size L cho các bác có cân nặng từ 65 đến 70 kg, có thể lựa chọn em này. Em này thì nhìn chung là một con áo rất là trung tính thôi, nên là cũng rất dễ để cho các bác chúng ta sử dụng. Đây lại gần một chút để quý chị có thể là quan sát kỹ hơn các cái chi tiết của sản phẩm. Em này rất là đẹp này, bác nào mà yêu thích những cái sản phẩm độc đáo một chút thì có thể là lựa ngay em này. Các cái họa tiết chi tiết của nó rất là ok luôn. Đó, mã sản phẩm thì sẽ là S78, độ mới thì rất là cao. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo, cũng là cái sản phẩm cuối cùng trong buổi live ngày hôm nay. Em này thì sẽ là mã S79, chiều dài là 57, ngang là 51 và vai là 41 cm. Size của sản phẩm này thì sẽ là size S cho các bác xung quanh khoảng là 55 đến 60 kg, có thể. Dạ vâng, vậy là em đã lên hết tất cả các sản phẩm ngày hôm nay để cho quý chị chúng ta lựa chọn. Hy vọng là các bác có thể lựa ra cho mình những cái sản phẩm mà quý chị chúng ta ưng ý. Nhà xanh Lucy xin được kính chúc quý chị chúng ta luôn luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Và quý chị đừng quên là ủng hộ nhà xanh Lucy bằng cách nhấn nút đăng ký kênh, cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi nhà xanh Lucy ra clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những phiên live tiếp theo.